Bạch Thế Tôn, nếu bốn niệm trụ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp môn giải thoát không chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp không nội chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu thánh đế khổ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tám giải thoát chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu bậc cực hỷ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu năm loại mắt chẳng khác pháp giới chân như thật tế, sáu phép thần thông cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu 10 lực Phật chẳng khác pháp giới chân như thật tế, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu đại từ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp không quên mất chẳng khác pháp giới chân như thật tế, tánh luôn luôn giả cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu trí nhất thiết chẳng khác pháp giới chân như thật tế, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu 32 tướng đại sĩ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu quả dự lưu chẳng khác pháp giới chân như thật tế, Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán quả vị độc giác cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng khác pháp giới chân như thật tế, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp thế gian chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp xuất thế gian cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp hữu lậu chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp vô lậu cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Bạch Thế Tôn, nếu pháp hữu vi chẳng khác pháp giới chân như thật tế, pháp vô vi cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thì tại sao Thế Tôn an lập hắc pháp, chiêu cảm hắc dị thục, đó là địa ngục, bàng sanh quỷ giới, an lập bạch pháp, chiêu cảm bạch dị thục, đó là thiên nhân, an lập hắc bạch pháp, chiêu cảm hắc bạch dị thục, đó là một phần bàng sanh quỷ giới, một phần nhân thiên, an lập pháp chẳng phải hắc chẳng phải bạch, chiêu cảm dị thục chẳng phải hắc chẳng phải bạch, đó là quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả a la hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc lại quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy, này thiện hiện y cứ vào thế tục đế an lập nhân quả sai biệt như thế, chẳng y cứ vào thắng nghĩa, trong thắng nghĩa đế chẳng thể nói có nhân quả sai biệt. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong thắng nghĩa, tất cả pháp tánh chẳng thể phân biệt, không tuyên thuyết, không chỉ bày, thì làm sao có nhân quả sai biệt? Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, sắc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thọ tưởng hành thức cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, nhãn xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện, trong thắng nghĩa đế, sắc xứ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh,
thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tỷ tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, nhãn giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, sắc giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, nhãn thức giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, nhãn xúc không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, địa giới không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thủy hỏa phong không thức giới, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, nhân duyên không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp từ các duyên sanh ra, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, vô minh không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, bố thí ba la mật đa, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, bốn tịnh lự, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, bốn niệm trụ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp môn giải thoát không, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp không nội, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, thánh đế khổ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, thánh đế tập diệt đạo, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, tám giải thoát không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, tất cả pháp môn đà la ni không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tất cả pháp môn tam ma địa cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, bậc cực hỷ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, bậc ni cấu, bậc phát quang, bậc diệu tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, năm loại mắt không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, sáu phép thần thông cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, mười lực Phật không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh,
bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không, này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, đại từ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không, này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp không quên mất, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, tánh luôn luôn xả cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không, này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, trí nhất thiết không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, 32 tướng đại sĩ không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, quả dự lưu không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, tất cả hạnh đại Bồ Tát, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp thế gian không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp xuất thế gian cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp hữu lậu không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp vô lậu cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Này thiện hiện trong thắng nghĩa đế, pháp hữu vi không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, pháp vô vi cũng không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, vì tất cánh không, vô tế không. Khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu y cứ vào thế tục đế an lập nhân quả sai biệt, chẳng y cứ vào thắng nghĩa đế, thì tất cả phàm phu ngu si đáng lẽ đều có quả dự lưu, hoặc đáng lẽ có quả nhất lai, hoặc đáng lẽ có quả bất hoàn, hoặc đáng lẽ có quả A-la-hán, hoặc đáng lẽ có quả vị độc giác, hoặc đáng lẽ có quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Tất cả phàm phu ngu si có như thật biết thế tục đế và thắng nghĩa đế chăng? Nếu như thật biết thì đáng lẽ họ có quả dự lưu, hoặc đáng lẽ có quả nhất lai, hoặc đáng lẽ có quả bất hoàn, hoặc đáng lẽ có quả A-la-hán, hoặc đáng lẽ có quả vị độc giác, hoặc đáng lẽ có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nhưng các phàm phu ngu si chẳng như thật biết thế tục đế và thắng nghĩa đế, không có thánh đạo, không tu thánh đạo, thì làm sao họ có thánh quả sai biệt? Chỉ có các bậc thánh có khả năng như thật biết thế tục đế và thắng nghĩa đế, có thánh đạo, có tu thánh đạo, vì vậy có đắc thánh quả sai biệt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tu thánh đạo thì có đắc thánh quả chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, không, chẳng phải tu thánh đạo có thể đắc thánh quả, cũng chẳng phải chẳng tu thánh đạo có thể đắc thánh quả, chẳng phải lìa thánh đạo có thể đắc thánh quả, cũng chẳng phải trụ trong thánh đạo có thể đắc thánh quả. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong thắng nghĩa đế, đạo và đạo quả chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, như thế đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy vì hữu tình an lập thánh quả có các phẩm loại sai biệt, nhưng chẳng phân biệt thánh quả ấy ở cảnh giới hữu vi hoặc ở cảnh giới vô vi mà an lập sai biệt. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chẳng phân biệt thánh quả như thế ở cảnh giới hữu vi hoặc cảnh giới vô vi mà an lập sai biệt, thì tại sao Thế Tôn nói đoạn ba kiết gọi là quả dự lưu, làm mỏng dục tham sân gọi là quả nhất lai, đoạn sạch năm kiết thuận hạ phần gọi là quả bất hoàn, đoạn sạch năm kiết thuận thượng phần gọi là quả A-la-hán, khiến cho pháp tập đã có đều thành pháp diệt gọi là quả vị độc giác, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí tương tục gọi là quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Thế Tôn, làm sao con biết nghĩa Phật đã nói là chẳng phân biệt thánh quả như thế ở cảnh giới hữu vi hoặc cảnh giới vô vi mà an lập sai biệt? Phật dạy:
Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Các thánh quả đã nói là quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Như thế là thánh quả hữu vi hay là thánh quả vô vi? Thiện hiện đáp, thánh quả như thế đều là vô vi, chẳng phải là hữu vi. Phật dạy, này thiện hiện, trong pháp vô vi có phân biệt chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, thông đạt tất cả hữu vi, vô vi, đều đồng một tướng, đó là vô tướng, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, ngay trong lúc đó, đối với các pháp có sự phân biệt đây là hữu vi hoặc vô vi chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát cũng như thế, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp nhưng chẳng phân biệt pháp tướng đã thuyết, đó là vì pháp không nội, hoặc vì pháp không ngoại, hoặc vì pháp không nội ngoại, hoặc vì pháp không không, hoặc vì pháp không lớn, hoặc vì pháp không thắng nghĩa, hoặc vì pháp không hữu vi, hoặc vì pháp không vô vi, hoặc vì pháp không rốt ráo, hoặc vì pháp không không biên giới, hoặc vì pháp không tàn mạn, hoặc vì pháp không không đổi khác, hoặc vì pháp không bản tánh, hoặc vì pháp không tự tướng, hoặc vì pháp không cộng tướng, hoặc vì pháp không tất cả pháp, hoặc vì pháp không chẳng thể nắm bắt được, hoặc vì pháp không không tánh, hoặc vì pháp không tự tánh, hoặc vì pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với các pháp không có sự chấp trước, cũng luôn dạy người đối với các pháp không có sự chấp trước, đó là đối với bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, hoặc đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc đối với bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc đối với pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoặc đối với chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoặc đối với thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoặc đối với tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc đối với tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, hoặc đối với mười địa bồ tát, hoặc đối với năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc đối với mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc đối với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc đối với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vân vân, đều không chấp trước. Vì không chấp trước nên đối với tất cả xứ đều được vô ngại, như hóa Phật mà chư Như Lai ứng chánh đẳng giác biến hóa, tùy hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn. Tuy hành thánh đế khổ tập diệt đạo, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ban niết bàn.
Tuy hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành mười địa Bồ Tát, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành năm loại mắt sáu phép thần thông, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Tuy hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhưng đối với quả ấy chẳng thọ chẳng trước, chỉ vì hữu tình ba niết bàn. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát cũng giống như thế, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp, hoặc thế gian, hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, đều không có chỗ trụ, cũng không có sự chướng ngại. Vì sao? Vì hoàn toàn đạt như thật tướng của các pháp.